Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khai trương sàn giao dịch công nghệ techmartvietnam.vn. Sàn giao dịch là tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, kết nối các bên cung cầu công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Sự kiện còn có các phiên hội thảo, tọa đàm về kết nối, xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ với những chủ đề thời sự và cấp thiết của cộng đồng khoa học và doanh nhân như chuyển đổi số, xúc tiến thương mại hàng hóa, chia sẻ kinh nghiệm thành công, thất bại trong quá trình khởi nghiệp sáng tạo. Ngoài ra, sàn giao dịch còn giới thiệu cơ sở dữ liệu của hàng trăm công nghệ chào bán trên trang techmartvietnam.vn, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ với các bản ghi về công bố khoa học trong nước và quốc tế của các tác giả Việt Nam, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong nước cùng kết quả nghiên cứu khoa học trên thế giới thông qua các cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ quốc tế. Đồng hành cùng sự kiện khai trương sàn giao dịch công nghệ có chuỗi sự kiện trưng bày giới thiệu hàng trăm sản phẩm khoa học công nghệ của các cán bộ khoa học nữ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam thuộc các lĩnh vực y dược, công nghệ sinh học, tự động hóa, công nghệ thông tin, vật liệu. Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông đã chính thức khai thác thương mại từ ngày 21 tháng 11. Và theo ghi nhận, so với 15 ngày vận hành miễn phí, lượng hành khách sử dụng tàu điện là phương tiện di chuyển đã giảm đi đáng kể trong những ngày đầu bán vé. Số liệu thống kê từ Metro Hà Nội cho biết, trong 15 ngày vận hành miễn phí, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông đã vận chuyển hơn 2.500 chuyến tàu an toàn, chuyên chở hơn 380.000 hành khách. Sau vài ngày triển khai bán vé chính thức, ghi nhận thực tế cho thấy người dân thủ đô vẫn chưa đón nhận loại hình phương tiện giao thông này. Hành khách chủ yếu đi trải nghiệm và thuộc diện được miễn phí vé. Như trải nghiệm lần trước khi mà em đến ga Cát Linh như thế này, nó rất là đông và mọi người phải xếp hàng lấy vé miễn phí. Nhưng mà hôm nay thì em thấy là mọi thứ nó rất là vắng vẻ. Họ cũng có những cái là họ cũng chỉ muốn trải nghiệm thôi. Còn họ không coi đây là cái phương tiện giúp ích đối với họ. Là mấy hôm trước miễn phí nhưng mà chúng tôi vẫn là người miễn phí thì tôi không đi, mà những hôm có thể là đông. Đấy, mấy ngày đầu tôi theo dõi là đông quá, chúng tôi không đi, người già thì nên đi lúc vắng. Đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông hạ nhiệt khi vận hành thương mại là điều đã được dự đoán từ trước. Khi mạng lưới giao thông công cộng Hà Nội chưa đồng bộ, thì tuyến Cát Linh Hà Đông chưa thể phát huy hiệu quả như mong muốn. Do vậy, chỉ khi đồng bộ các loại hình giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, thì đường sắt trên cao mới thực sự phát huy hiệu quả. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất ưu tiên thực hiện 54 dự án hạ tầng giao thông trong giai đoạn 2020-2025. Từ nay đến năm 2025, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất ưu tiên thực hiện 54 dự án hạ tầng giao thông được sắp xếp theo thứ tự, gồm xây dựng các tuyến đường vành đai, các dự án cao tốc, các dự án liên quan tuyến đường sắt đô thị thành phố, các dự án thuộc danh mục đề án thu phí khu vực cảng biển, dự án công nghệ thông tin, cầu đường, đường giao thông nội đô, bến bãi và chống sạt lở và các dự án liên quan đến đầu tư công. Trong đó ưu tiên xây dựng các tuyến đường vành đai 2, vành đai 3 nhằm khép kín các tuyến đường vành đai, dự kiến khởi công năm 2023 và hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2025.